Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dương không chịu bằng nhau đây, hai thằng bỏ nhau đi cùng đây. Đi theo đủ cách và nhiều chứa cho nhau. Theo chủ tần hồi với trẻ đang lưu ý giáo viên viên hồi hoa với trẻ và các vị đồng của tôi
Sau hội ngày đồng, tôi xin kính mời hội Hoa Nam trưởng. Xin kính mời các bà áo đỏ, áo tím, áo hồng. Tiếp theo sau là kiều Đức Mẹ Thắng Hoa, và sau kiều Đức Mẹ là đoàn lễ sinh và cha chủ sự, các vị thừa tác viên và chống đốc hậu.
Thank you.
Chúa ở cùng anh chị em. Amen.
Thank you.
Thank you.
chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa, người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Ở Việt Nam hiện nay thường xuyên tổ chức những cái ngày đặc biệt dành cho phụ nữ. Trong ngày đó, họ tặng hoa, tặng quà cho những người nữ. Đây là một cái điều rất tốt, bởi vì trong mái ấm gia đình nào cũng có bóng dáng của một người phụ nữ âm thầm lo lắng, vun vén cho gia đình. Đó là một người vợ luôn sẻ chia và thấu hiểu cùng chồng, đến nỗi người ta có thể nói rằng đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có sự hy sinh của người vợ hiền. Đó cũng là người mẹ luôn ân cần và hy sinh cho đàn con. Nhưng mà thật đáng tiếc là những tổ chức, những cái ngày thường gọi là do các cơ quan đoàn thể tổ chức, cho nên nhiều ông, nhiều anh chỉ lo mua quà tặng cho đồng nghiệp, cho khách hàng và cùng vui chơi tiệc tùng với cơ quan mà bỏ quên người phụ nữ đã luôn hy sinh cho mái ấm gia đình, lại đang cô đơn buồn tủi vì bị lãng quên. Chúng ta hay thường nói làm phúc nơi nào để cầu ao rách nát. Sách Kinh Thánh cũng kể rằng khi mà Thánh Phaolô đặt chân tới kinh thành Hy Lạp, Ngài đã rảo qua một vòng phố xá. Ngài nhận thấy dân chúng ở đây sùng mộ một thần minh, nhưng mà họ lại không biết là ai, nên đặt một tấm bia viết rằng kính thần vô danh. Và Ngài bắt đầu giảng dạy về Đức Kitô như thế này: vì thần vô danh mà quý vị thờ kính nhưng lại không biết đến, thì giờ đây tôi xin loan báo để quý vị được rõ, vị thần vô danh ấy chính là Đức Kitô. Và có lẽ điều mà Thánh Phaolô nói về Đức Kitô với người Hy Lạp thì bây giờ chúng ta cũng có thể nói như vậy về Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần chính là vị Thiên Chúa mà chúng ta vẫn lãng quên Ngài. Giống Ngài là đấng khai sinh Hội Thánh, giống Ngài là đấng dẫn dắt Hội Thánh và là đấng thánh hóa chúng ta, nên con cái của Thiên Chúa, nhưng chúng ta lại ít cảm ơn Ngài. Hàng ngày chúng ta hay cầu nguyện với Đức Giêsu, Đức Mẹ, các thánh, và chúng ta cũng xin với Chúa, Đức Mẹ, các thánh, chứ không mấy khi mà chúng ta cầu nguyện để xin ơn Thánh Thần. Nhưng mà rồi trong thực tế thì chúng ta thấy trong các cái giờ kinh, trước khi làm công việc này, công việc kia, chúng ta thường hát kinh Chúa Thánh Thần, hoặc cầu xin Chúa Thánh Thần, hoặc là chúng ta đọc kinh cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm và phải làm. Chúa soi sáng cho mình biết
cái việc gì mình cần làm và cái việc mình phải làm, và làm là làm như thế nào, rồi từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Chúng ta xác tín cái điều đó, Chúa đồng hành, Chúa chúc lành, Chúa ban ơn cho chúng ta từ khởi sự cho đến hoàn thành. Đó là cái điều chúng ta cầu xin với Chúa Thánh Thần. Và chúng ta cũng thấy được là cái thời đại của chúng ta ngày hôm nay được gọi là thời đại của Chúa Thánh Thần, bởi vì Thánh Thần hằng ở cùng hướng dẫn hội thánh và thánh hóa từng thành phần trong hội thánh. Bởi vì trước khi về trời, Đức Giêsu cũng đã nói với các môn đệ: các con hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì ba ngôi Thiên Chúa sẽ không trọn vẹn và niềm tin của chúng ta cũng sẽ bị thiếu sót. Thực vậy, Đức Giêsu đã thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha, nhưng Chúa Thánh Thần mới là đấng áp dụng công phúc cứu độ ấy cho chúng ta. Kinh nghiệm cho thấy người càng nói ít thì hành động càng nhiều. Đấng ở trong tinh lặng thì sẽ càng biểu lộ yêu thương. Trong tiếng gió rì rào ấy mà, trong tiếng sóng nhẹ nhẹ vỗ về, Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiến hữu và điều khiển thế giới. Thế giới văn minh ngày hôm nay, người ta tưởng sẽ không cần đến Thiên Chúa. Thế nhưng qua đại dịch Covid vừa qua, cũng như chiến tranh lan tràn, thì con người chúng ta lại càng cảm thấy mình nhỏ bé trước sự dữ. Thì nhờ đó biết bám víu vào Chúa, biết cậy trông vào sự bảo vệ của Chúa hơn nữa. Mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, cách đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho hội chồng của giáo sư chúng ta, với biết bao nhiêu những hy sinh khó nhọc vất vả, với những cái phải đổ mồ hôi sau những trận rước, những trận búa chống, đó là những hy sinh. Và rồi anh em cũng còn phải xả thân công tác trong các cái công trình, các cái chương trình lễ lạc của giáo xứ. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần thổi hơi thúc đẩy và thánh hóa từng người trong cộng đoàn, trong anh em hội chống, để biết lắng nghe theo sự mách bảo của Thánh Thần, chúng ta sống yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Lạy Chúa Thánh Thần, có lẽ với mỗi người chúng con, Ngài là Thiên Chúa bị lãng quên thực sự. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con một lần nữa biết tin tháp, biết đặt trọn vẹn niềm tin vào Chúa, để rồi từ đây chúng con cứ gian dĩ bước đi dưới sự hướng dẫn, dưới sức mạnh và khôn ngoan của đấng là ngôi ba Thiên Chúa. Amen. Và cầu bạn chúng ta đứng lên truyền sự niềm tin. Tôi tin kinh của Thiên Chúa.
ta cùng cầu xin Chúa đưa thánh thần lên mang sinh lực và thật tinh thần tươi trẻ cho hội thánh để hội thánh chia sẻ sự sống của Chúa cho loài người. Chúng ta cùng cầu xin chúng ta cùng cầu xin Chúa cứ thánh thần lên chiếu soi tâm hồn người tê giữa bóng đêm tội lỗi, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem niềm vui cho người đau khổ, đem hòa bình đến những nơi còn khói lửa chiến tranh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cứ thánh thần xuống trên đức giáo mục, các linh mục và các pho tế trong giáo phận để các ngài trung thành làm chứng cho chân lý và niềm hy vọng và lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Để trở nên một thần thân thể, chúng ta cùng cầu xin Chúa cứ thánh thần xuống trên mỗi người chúng ta được hiệp nhất trong cùng một đức tin, biết công tác xây dựng một cộng đoàn minh đế và bất ai. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ cả trồng cây, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị ân nhân, thân nhân và tất cả những ai đã giúp đỡ cho hội trông có được như ngày hôm nay bằng lời cầu nguyện, lòng quan ngại, đóng góp và những hy sinh công sức, đón nhận được nhiều ân ánh trong đời sống đức tin và luôn có Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong đời sống hàng ngày, đồng thời được hưởng bình an và sự sống muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ và nhờ các ngài cũng như những đấng kế vị các ngài mà ban Thánh Thần cho toàn thể tín hữu. Xin Chúa nói được nghe lời chúng con cần nguyện mà tuân đồ ơn Chúa Thánh Thần trên mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ngày tấm bánh thơm đầy ni rượu lòng ngàn hương nhóm ơi, xin có về từ ruộng xanh dâng Chúa cùng thiên dâng lên âm tình của muôn con người là những xin dâng cha bao ơn, ngày mai quê hương.
Khi thương nguyên đồng mình chiêu cố hình người cầm lấy vách
tạ ơn Bề Ra và trao cho các ngôn để mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ vinh lộn vì các con. Cùng một thế giới do vừa ăn tôi, người cầm lên chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu da vương ơi và vinh ngơ, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được báo tôi. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Tiền nhân, ân thần nhân và tất cả những người trong hội trong các khoa này và các linh hồn chúng con trong lễ hôm nay, Chúa đã bằng ra vào đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết nhưng còn Chúa thì cũng được sống lại như nhau. Xin nhờ người với người và trong người và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, Chúa có thể và theo thế đến người dạy chúng ta giang nguyện rằng:
Lạy Chúa cho ta đồng ban cho giáo hội những hưởng ơn cao cả là thần khí và ánh với trời. Xin bảo toàn ơn cho thần ban để thần khí Chúa luôn đáp đồng mạnh mẽ trong đời sống chúng con và ánh với trời an sinh lực giúp cho người thế đạt tên cô đồ muôn đời. Chúa cầu xin ở đi thôi Chúa chúng con. Kính cha xứ, kính thưa quý thầy, quý chị, kính thưa ban chấp hành một vụ giáo xứ, ban chấp hành bốn giáp và quý hội đoàn cùng các ban ngành trong giáo xứ. Hôm nay cả bà giáo hội mừng đại lễ Chúa Thánh Thần. Cách riêng hội chống giáo xứ hướng dẫn chúng con được phép cha xứ thương dâng thánh lễ cầu nguyện cho hội chống chúng con, lại được cha thương ban cho hội chúng con được tổ chức của cô Minh Đức Mẹ và Chúa Thánh Thần. Vậy con không biết nói gì hơn hết, nguyện xin Chúa xuống muôn hồng ân cho cha xứ để cha được sức khỏe dẫn dắt đoàn trên Chúa đã trao phó. Ngài được các hội đoàn cùng các hội hoa bốn giác cũng như hội hoa đồng tiến cùng hợp với hội chống chúng con được tổ chức cuộc cung nghinh Đức Mẹ cách suốt sáng. Vậy có thay mặt cho anh em trong hội chống xin Chúa xuống quân ơn này cho các quý vị. Và sau khi thánh lễ kết thúc, con xin được kính mời cha xứ, quý thầy, quý vị, quý các quý vị đại diện cho các giáo cũng như đại diện cho các hội đoàn sẽ trở về tại gia đình ông bà trưởng ngài để tổ chức buổi liên hoan mừng lễ hôm nay. Cuối cùng, con không biết nói gì hơn hết, nguyện xin Chúa Thánh Thần xuống muôn ơn này cho các quý vị. Con xin hết. Chúa cùng anh chị em, xin Chúa hoàn ân là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.